Dù sao, tên lính viễn cổ cũng đã cấm chế, không cho người ngồi giết người. Vậy thì xử lý cho sạch sẽ một chút, tránh gây đại họa. Huynh đệ, tha mạng, huynh đệ tha mạng. Là bọn ta có mắt không trồng, là bọn ta có mắt không thấy thái sơn. Hãy cho ta một con đường sống. Chuyện hôm nay, bọn ta sẽ giữ kín miệng như bưng, bí mật cho người. Ban đầu ta cố tình sợ sệt, chính là thăm dò mục đích tới đây của các người. Nếu như các người chỉ đơn giản muốn dạy dỗ ta, vậy thì thôi. Nhưng các người đến đây là vì muốn lấy mạng ta, giờ muốn ta tha cho các người rồi. Thật ngây thơ. Cuối cùng có giải quyết được phiền phức rồi. Gần đây không có hơi thở khác nữa. Chúng ta đi thôi. Đây đúng là thủ đoạn động trời. Sở phong này mạnh hơn chúng ta nhiều. Đi thôi, để chúng ta tới xem thử Hồ Tiên Viễn Cổ xem sao. Đi thôi, để chúng ta tới Hồ Tiên Viễn Cổ xem sao. Sở phong, mọi người không sao chứ? Công tôn trưởng lão. Bọn ta không sao, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Chuyện này nhất thời không nói rõ được. Nói đơn giản là chuyên giáo đại nhận thấy hàng gia có người gây bất lợi cho các người, thế nên bảo bọn ta tới bảo vệ các người. Thấy các người bình an vô sự là ta yên tâm rồi. Công tàu trưởng lão, đúng là bọn ta đã gặp 9 người áo đen, mà chúng cũng chính là người của hàng gia. Nhờ cũng mày nhờ sở phòng mà chúng ta bình an vô sự. Sở phòng, lần này may mà lần này có người, nếu không họ có bất trắc gì ta cũng khó thoát tội. Công tàu trưởng lão nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà sở phong và vi vương có thể đi qua nơi này là chuyện dễ hiểu, nhưng mà bọn họ sao cũng đi qua được. Cũng nhờ sở phong sư đệ đã chỉ cho bí quyết để đi qua nơi này. Đạt, vậy là tốt rồi. Về chuyện các đệ tử của chúng ta vượt qua nơi này, trưởng giáo của Thanh Mộc Nam Lâm ta đã nghĩ rất nhiều cách đối sách, nhưng chẳng có tác dụng gì. Không ngờ chuyện mà trưởng giáo không làm được, sở phong lại làm được rồi. Lần này người đã giúp cả Thanh Mộc Nam Lâm ta rồi. Công tôn trưởng lão, vậy thì bọn ta trải nghiệm Hồ Tiên Viễn Cổ thần kỳ này đi. Được thôi, lần trước tới Hồ Tiên Viễn Cổ ta cũng chẳng lớn hơn các người bao nhiêu tuổi, nhảy mắt đã biến thành ông già đầu tóc bạc rồi. Công tôn trưởng lão, hóa ra người cũng từng đến Hồ Tiên Viễn Cổ, vậy có nơi nào đặc biệt cần chú ý không? Người có thể chỉ điểm cho bọn ta không? Các người phải ở trong rừng qua một ngày mới có thể tu luyện. Hôm nay chúng ta sẽ dựng lều ở đây đi. Cảnh đêm của Hồ Tiên Viễn Cổ này đẹp lắm đó. Một góc khác của Hồ Tiên Viễn Cổ. Lần này nhờ hết vào ngươi rồi. Nam phương lãnh địa, tinh linh lãnh chúa, bán đế cường giả. Nam phương lãnh chúa, ngài khách sáo rồi, đây là chuyện ta nên làm. Huống hồ chỉ là khởi phát một cái viễn cổ tiên châm mà thôi mà, cũng không phải là chuyện gì lớn. Tiên Khôn đại nhân nói rất đúng, nhưng Nam phương lãnh địa ta đã nhiều năm không kích khởi được tiên châm rồi. Nói một câu không dễ nghe, thế chính là vết nhơ của tinh linh viễn cổ. Giờ Tiên Khôn đại nhân đã tới đây khởi phát được thành công tiên châm, vậy ít nhiều bọn ta cũng có thể ngẩng đầu lên rồi. Thế nên mong Tiên Khôn đại nhân nhận chút lễ vật này. Yên tâm, đến viễn cổ tiên châm vàng kim ở trong vương quốc ta cũng suýt nữa khởi phát được, chứ đừng nói đến tiên châm màu bạc ở đây. Đang rồi, công chúa đâu, vẫn chưa về sao? Công chúa đại nhân nói ngươi phải tự đi cảm nhận viễn cổ tiên hoa xem có tồn tại không. Không cho bọn ta theo sau, thế nên bọn ta không biết hành tung của người. Dù sao công chúa vẫn còn nhỏ, ham chơi là bình thường, với bản lĩnh mèo cào của người, của con người và yêu thú, chắc không thể làm công chúa bị thương. Chỉ là trong vòng 3 ngày tới, chính là thời điểm năng lượng dồi dào nhất trong năm của Hồ Viễn Cổ, không ngờ lại đỡ con người và yêu thú dùng. Đúng là dễ dàng cho chúng. Hết cách, dù sao đây cũng là quy định của tiên tổ đại lại. Muốn trách, thì chỉ có trách nhân tộc năm đó quá mạnh. Đã để chúng dùng suốt 1 vạn năm rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Đợi sau này ta lên làm võ đế, nhất đã sẽ giành Hồ Tiên Viễn Cổ về. Hôm sau sáng sớm, ai đã làm ồn thế? Ở Hồ Tiên Viễn Cổ còn có người đi học sớm à? Thời gian một ngày một đêm cũng khoảng 4.000 người đi qua cánh rừng, trong đó một nửa là đệ tử của Thâm Tinh Quang. Xem ra chúng đã thông qua khảo nghiệm hết rồi. Cuối cùng cũng sẽ bắt đầu rồi. Thuốc này là để nhân tộc nâng cao tỷ lệ hấp thụ năng lượng trong 3 ngày. Một ngày 1 viên, một người 3 viên,
đừng uống quá nhiều. Tây nói là thuốc, nhưng ngửi giống là đồ ăn hơn. Đừng lại, nhà đầu thối, trả thuốc cho ta. Đừng lại, nhà đầu thối, ta xem ngươi chạy đi đâu, trả thuốc lại cho ta. Úi cha, dừng tay. Thả ra cho ta, chuyện của lão tử không phải là người của Thanh Mộc Nam Lâm quản được. Thả nàng ta ra. Á, à, đâu 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 đâu. À, người... Người quen nha đầu này? Không quen biết. Không quen, ngươi lo chuyện báo đồng. Xảy ra chuyện gì? Nguyên Thành Sư Huynh, nha đầu trộm thuốc mà tên linh viện cổ tặng ta. Ta muốn đòi về, nhưng ai ngờ đệ tử của Thanh Mộc Nam Lâm lại vô duyên vô cớ bảo vệ nha đầu này. Chỉ là đang giữ thôi mà, ta cho ngươi, đừng làm khó nha đầu này. Trộm đồ trả lại là được, không phải sao? Đang giữ của ta, vùng trời này có các vương pháp không? Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Trộm đồ người khác, còn đồ lý lẽ à? Đâu đó, bảo vệ một kẻ trộm, ngươi còn cứ miệng. Tưởng tham tinh quan bọn ta là hắc mảnh trại, để mà cho người khác ức hiếp hả? Nguyên Thành tiểu hổ, tại hạ chính là trưởng lão hình phạt của Thanh Mộc Nam Lâm, công tàu cát. Mấy đứa trẻ lấy thuốc của các người cũng là do thiếu sót, chi bằng nợ mặt của lão phù, đừng tính toán với nó làm gì. Nói như công trưởng lão đã mở lời, vậy ta đương nhiên phải để cho thể diện, nhưng tuyệt đối đừng vì chút dũng khí thất phù mà hại thân mình. Lần sau không may mắn như vậy nữa đâu. Sở Phong, sợ là ngươi đã gây phiền phức rồi. Có y lực tinh linh viễn cổ ở đây, chúng không dám làm gì ngươi đâu. Nhưng ra khỏi đây, chuyện gì cũng làm ra được. Đặc biệt là các ngươi, sau này phải bái vào Thanh Mộc Sơn, lúc đó khó tránh chuyện hắn sẽ nhắm vào ngươi. Cộng thêm tham tinh quan có thế lực mạnh ở Thanh Mộc Sơn, nếu chúng nhớ thù ngươi, sợ là ngày tháng ở Thanh Mộc Nam Lâm này sẽ không dễ dàng. Công tôn trưởng lão, trong Thanh Mộc Sơn cho phép đệ tử tùy tiện tàn sát ư? Đương nhiên chuyện này thì không, nhưng đệ tử của Thanh Mộc Sơn âm thầm tranh đấu cũng là chuyện ai cũng biết, đặc biệt là đệ tử nòng cốt, thế nên Thanh Mộc Lâm cũng chỉ là nhắm mắt mở thôi. Chỉ cần chúng không dám ngang nhiên làm càn là được. Hơn hồ nếu chúng cứ giữ khư khư mãi không buông tha chuyện này, ta sẽ cho chúng biết Sở Phong ta không dở khiếp. Tuy nói Thanh Mộc Nam Lâm ta suy yếu đã nhiều năm, nhưng cũng có quan hệ với Thanh Mộc Nam Lâm. Nếu chúng gây bất lợi cho ngươi thật, ngươi tuyệt đối không thể vì chuyện này mà đã nguy hại đến tính mạng. Nhưng mà tiểu nhà đầu đó đi đâu rồi? Sao? Nó đi lúc nào? Sao ta không cảm giác được vậy? À, cái này... Ngươi gọi cái gì? Ta là Sở Phong. Ngươi gọi cái gì? Hóa ra ngươi là Sở Phong. Vậy được, Sở Phong, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Cái này coi như là lời cảm ơn của ta. Đây là... Này tiểu cô nương, vẫn chưa nói cho ta biết tên của cô mà. Không nói cho ngươi biết. Cô bé này hình như không đơn giản đâu. Đã vậy, tiểu cô nương đó tuổi còn trẻ mà có thể trộm đang giật từ tay cậu Phạm Bảo Quân mà còn đột nhiên biến mất, các người hoàn toàn không phát hiện ra. Sư tỷ, Sở Phong sư đệ, tiểu con đường đó cho ngươi cái gì vậy? Công tôn trưởng lão, ngài có biết đang dược mà tinh linh viện cổ phát ra cho bọn ta, nếu như mà uống vào sẽ có tác dụng phụ gì không? Tác dụng phụ đương nhiên không có. Nghe nói đang dược này uống vào càng nhiều càng tốt, sao lại có tác dụng phụ nhỉ?